Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em có thật nhiều sức khỏe, công việc của mọi người luôn luôn thuận lợi, phát tài và may mắn. Hôm nay giờ này em bán được rất là nhiều cái máy du chai 160, 140, 160. Hôm trước vừa bán một con về Quảng Ngãi. Hôm qua anh trai Quảng Ngãi vừa nhận hàng xong thì hôm nay lại có một đơn đặt hàng của anh Gara Trọng Minh. Thì anh Gara Trọng Minh anh ấy có đặt tiền và mua một con máy du chai 160 ở ngoài này. Nhưng anh ấy đặt cọc tiền thì đến khi chụp ảnh thì người ta gửi khi gửi ảnh cho anh Minh thì gửi ảnh một con máy khác, và khi gửi vào thì lại gửi một con máy khác. Thì anh Minh không nhận. Đấy là khi anh Minh không lấy thì người ta bảo là sẽ trả lại tiền cọc, và khi sau đấy là người ta không trả lại tiền cọc, và anh Minh có gửi số điện thoại của người đấy và em biết là người đấy ở gần chỗ em. Và anh Minh bảo là bây giờ anh điện người ta không nghe thì thực sự rất là đáng tiếc. Thì em vẫn bảo là tất cả các anh em khi các anh em mua hàng, mọi người phải tìm hiểu kỹ càng xem là cái người mình mua hàng người ta có cơ sở thật sự hay không. Nếu mà mọi người chưa rõ thì mọi người có thể hỏi em sẽ tư vấn giúp. Kể cả mọi người không mua hàng của em vẫn sẽ tư vấn giúp cho anh em là xem là cái người đấy mà mọi người đặt tiền cọc máy mua của người đấy thì người đấy có đảm bảo và có uy tín hay không, thì em sẽ hỗ trợ và sẽ tư vấn giúp. Vì thực sự là em không muốn bất kỳ một khách hàng nào bị lừa như anh Minh cả. Vì những người mà như anh Minh mà bị lừa mà người ta không trả lại tiền cọc thì ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến em. Vì em là những người buôn bán, em có cửa hàng như thế này mà em buôn bán mà như thế này mà có nhiều những anh em cò máy mà lấy luôn tiền của khách như thế thì thực sự là lần sau khách hàng người ta mua hàng qua mạng người ta cũng rất là e ngại. Vì thế mà em không muốn bất kỳ một anh em nào bị rơi vào trường hợp như của anh Minh cả. Vì thế mà em mong cho tất cả anh em mà khi mua hàng mọi người phải tìm hiểu kỹ xem là cái người mà mình mua hàng đặt cọc tiền đấy người ta có cơ sở đàng hoàng hay không nhá anh em nhá. Đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Thì anh Minh sau khi em tư vấn, em đã bảo là em biết và cái người đấy ở gần nhà em luôn, nhưng bây giờ mình không thể làm gì được. Vì cái đấy là mỗi người buôn bán mà người ta, cái đấy là việc của người ta, thì người ta làm như vậy thì người ta sẽ mất uy tín, người ta lần sau người ta sẽ không thể buôn bán được nữa. Thì đấy là cái điều mà rất là đáng tiếc. Thì đây là con máy sau khi anh Minh không mua được của người ta thì anh Minh đã điện cho em và em đã chọn cho anh một con máy du chai 160 rất là đẹp. Con du chai này thì nói thật là một tháng em phải bán được 5-7 con, chục con đấy anh em ạ. Đây này, con này là du chai 160-33 này, của nó là 118 kW, vòng tua của nó là 2600 nhé anh em nhá. Và con máy này là máy anh Minh mua về lắp trên con Đông Phong Việt Trung ấy, Đông Phong Việt Trung. Máy 8 tấn nhá anh em nhá, máy của anh ấy cũng là máy 160 mà bây giờ máy hỏng vì không muốn sửa thì bây giờ phải thay máy. Mà thay máy thật sự máy của em là máy nghĩa địa, tất cả còn nguyên zin hết. Thì con máy của em nó đẹp hay là như thế nào thì em sẽ quay cho tất cả anh em cùng biết. Đây là tất cả bơm kim này, thực sự là do trời nó hơi bị có cơn mưa, nó hơi âm u một tí thì cái quay cái hình ảnh nó sẽ không được rõ nét, nhưng thực sự là máy tất cả là đều máy là còn nguyên zin hết nhá anh em nhá. Quay sang bên này dày này anh em xem này, những cái ở mặt đằng trước này ốc quy lát của nó còn nguyên zin hết này anh em này. Nói thật là em bán hàng bất kỳ cho ai cũng như vậy, là đã xác định là nhận tiền của khách hàng mình phải làm đến nơi đến chốn anh em ạ. Vì mình bán hàng cho những anh em, tất cả anh em khách hàng hay là gala cũng thế thôi, mình bán hàng làm sao để lần sau người ta còn muốn quay lại với mình cơ. Cái đấy là điều mà bán hàng một lần thì đã khó, nhưng lần sau người ta quay lại mua hàng của mình còn khó hơn anh em ạ. Vì thế mà mình phải làm cho thật đúng trách nhiệm và thật tốt. Đây là anh em này, con máy này chạy rất là ít nhá. Cái bô xả của nó vẫn còn trắng tinh này, vẫn còn trắng, nó chưa bị khai thác nhiều nhé anh em nhé. Máy này tất cả còn nguyên zin hết, sinh hàn nhớt này, sinh hàn nhớt này, bơm hơi, bơm sinh hơi tất cả còn nguyên zin nhá. Đây những con ốc dầu này vẫn còn nguyên zin hết này, nguyên zin hết nhá anh em nhá. Ốc dầu nguyên zin hết này, ốc quy lát này nguyên zin này, ốc dầu hồi nguyên zin này, chưa có một ốc nào động chạm cả. Nói thật với anh em là cái máy nếu mà máy ở trong nước, xe trong nước cắt ra, những anh em hay cắt xe người ta chào em chỉ có 20 triệu thôi. Nhưng thực sự là em không mua vì cái máy đấy thì em biết là thực sự là cái máy xe trong nước nó làm đi làm lại rất là nhiều lần rồi, nhưng con máy này là máy còn nguyên zin nhá anh em nhá. Máy chưa làm lại bao giờ, máy còn nguyên zin từ A đến Z luôn. Ốc quy lát tất cả còn nguyên zin hết. Vì thế mà cái giá trị sử dụng của nó còn rất là lớn. Còn rất là cao. Vì thế mà anh em mua không bao giờ phải suy nghĩ về chất lượng nhá anh em nhá. Thì con máy này đây, tất cả hình thức của nó thì quá ok rồi anh em ạ, tất cả còn dùng nguyên zin hết này, những cái bu gà bao côn tất cả còn ốc quy lát này, cái dàn ốc này tất cả còn nguyên zin hết nhá, cực đẹp luôn, không có một điều gì phải chê luôn luôn nhá.
Vì em đã gửi ảnh cho anh Minh rồi, anh ấy ok đồng ý ngay rồi anh em ạ. Hình thức thì quá ok, quá đạt rồi. Giờ em sẽ test lổ con máy Zuchai 160 cho anh Gara Trọng Trọng Minh ở Bình Định, Quy Nhơn Bình Định. Anh ấy sau một lần anh ấy mua máy ở ngoài này cọc tiền, nhưng cọc phải một ông em cò máy ở ngoài này, em biết người đấy, nhưng và cọc tiền thì người ta không trả lại tiền anh em ạ. Thì anh ấy đã tìm đến em và hỏi mua con máy này, thì em đã giải thích và đã tư vấn và anh ấy đã chốt mua con máy này của em, anh Minh. Anh ấy mua về lắp vào cho thợ. Thế con máy Zuchai 160 này anh ấy về lắp vào con máy Việt Trung Trường Giang ấy, con Trường Giang 8 tấn. Nhưng máy của người ta là có 135 với 140. Bây giờ tất cả các anh em mà đã hỏng máy 135 với 4110 với 135, các anh em đều lên 160 hết. Con máy 160 này là vòng tua của nó là 2600. Nó là 118 kW thì nó rơi vào khoảng 150 đến 160 PS anh em ạ, 160. Còn nó có 160, 140, 140 nhỏ hơn 160. Khi mà anh em đã đổi máy thì thường là sẽ đổi hết lên 160 cho nó khỏe anh em ạ. Máy dòng Zuchai này rất là bền nhá, 118 kW và 160 PS. Bây giờ sẽ cho anh em thợ test lổ luôn. Đây, lổ đi. Điểm 10 cho chất lượng luôn nhá. Quá chất luôn. Không một tí khói luôn nhá. Ra tí nữa nào. Không một tí khói, không một tí đổ hơi nhá. Quá chất. Vừa rồi em vừa test lổ xong con máy Zuchai 160-33 cho anh Minh Gara Trọng Minh ở trong Bà Rịa Vũng Tàu. Thực sự là con máy nó quá đẹp anh em ạ. Vì thực sự là khi mà mình bán những cái máy này đến tay cho khách hàng ấy, đa số là những cái dòng máy này chỉ có bán để cho anh em thay máy, lắp vào xe thôi. Vì thế mà anh em thực sự là anh em, tất cả anh em tiêu dùng ấy, người ta không bao giờ quan trọng 1 triệu hay 2 triệu, quan trọng là máy đẹp và đạt tiêu chuẩn. Chứ còn đắt rẻ 1-2 triệu thì không giải quyết vấn đề gì cả. Vì anh em mua về để lắp xe, để chạy, để kiếm tiền thì chắc chắn là không ai tiếc cả. Vì thế mà những con máy này em mua về cũng đắt hơn những cái bình thường người khác mua, cũng đắt hơn người ta. Vì mình mua, mình được chọn và mua những con máy thật đẹp về để máy này thì không thể hút cát hay không thể làm gì được. Máy này chỉ có bán vào lắp xe thôi. Lắp xe là phải máy đẹp anh em ạ. Đấy, anh em nghe tiếng nổ của nó quá chất chưa? Tiếng nổ quá, anh em, em sẽ đăng lên kênh, anh em cho em cái bình luận và đánh giá về cái chất lượng của tiếng nổ. Thực sự là ở đây đang có cơn mưa rất là to, anh em xem này, có cơn mưa rất là to. Vì thế mà chất lượng quay phát nó sẽ bị hạn chế. Nhưng thực sự là về mặt chất lượng
chất lượng của động cơ này và chất lượng của động cơ và tiếng nổ thì anh em xem rồi, nhưng về hình thức và chất lượng của động cơ thì bảo hành luôn nhá anh em nhá, vì cái máy này em bán quá nhiều rồi, máy thì quá đẹp và tất cả hình thức bên ngoài thì tất cả còn nguyên zin hết, thì không có nghĩa lý gì mà không được cả anh em ạ. Thì qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Minh vì đã tin tưởng, và cũng xin chúc mừng anh vì em đã chọn cho anh một con máy rất là đẹp, chắc chắn là sẽ không làm anh thất vọng. Thì qua cái câu chuyện mà em vừa kể thì mong cho tất cả anh em sau này có mua máy thì mọi người lưu ý một điều là mình phải tìm hiểu rõ cái cơ sở mình mua máy, xem người ta có cơ sở đàng hoàng hay không, và người ta là người như thế nào. Có thể anh em nhờ em tư vấn, em sẽ tư vấn, chắc chắn là kể cả mọi người không mua hàng của em cũng không sao cả, em sẽ tư vấn cho mọi người đàng hoàng luôn. Đấy là có điều rất là đáng tiếc, vì cái câu chuyện của anh Minh nó xảy ra em đã gặp rất là nhiều rồi, gặp mấy lần rồi. Thì mong anh em lưu ý nhá. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá. Xin chân thành cảm ơn.